Dạo này mọi người có quan tâm đến nước Hirosen nhiều vì biết nó có lợi cho sức khỏe như chống oxy hóa, thì mấy lọc nước này của Motoshi cũng có lõi ORB Hirosen. Và nước có giàu Hirosen hay không á thì mình cũng quan sát được. Bởi vì lúc mới rót ra thì mọi người sẽ thấy ly nước có nhiều bọt khí li ti, làm cho nước nhìn hơi đục. Và khi thử với dung dịch Betadine thì nó cũng sẽ làm mất màu dung dịch. Mình cũng có dùng dung dịch đo độ pH để xem thử á, thì thấy nước có tính kiềm nhẹ, mặc dù không có lõi tạo nước kiềm riêng. Và nước kiềm thì nó tốt cho đường ruột của chúng ta. Xin chào mọi người. Hiện tại thì máy lọc nước có lẽ là một món đồ rất là quen thuộc rồi, vì nó là nguồn cung cấp nước sạch an toàn được nhiều gia đình tin tưởng. Và ngày hôm nay thì ở đây Nghĩa sẽ có một chiếc máy lọc nước của nhà Motoshi có tiện ích cung cấp nước nóng lạnh. Chi tiết về thiết kế, cách dùng và lõi lọc của chiếc máy lọc nước này Nghĩa sẽ chia sẻ ngay sau đây. Chiếc máy này có tổng cộng 10 lõi lọc, gồm 3 lõi lọc thô, 1 màng lọc RO và 6 lõi lọc chức năng. Cộng 10 lõi lọc này á sẽ đảm bảo là nước máy đầu vào sau khi lọc sẽ đạt chất lượng để cho mình dùng, không có vi khuẩn nhưng mà vẫn đảm bảo có chất khoáng trong đó để cung cấp cho cơ thể mình. Đầu tiên thì nước đầu vào sẽ đi qua cụm lõi lọc thô trước. Các lõi lọc thô sẽ giúp giữ lại các chất bẩn cỡ lớn để tránh làm tắc nghẽn đến màng lọc RO, ảnh hưởng đến tuổi thọ của màng lọc này cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng nước sau lọc, tại vì lõi lọc này rất là quan trọng. Trong cụm lõi lọc thô có lõi lọc BB5 micron giúp loại bỏ các tạp chất lơ lửng có kích thước lớn hơn 5 micron. Lõi lọc than hoạt tính sẽ giúp loại bỏ clo và các chất hữu cơ dư trong nước, loại bỏ luôn các chất gây mùi. Và trong đó còn có lõi lọc BB1 micron giúp loại bỏ các tạp chất lơ lửng có kích thước trên 1 micron. Và sau khi nước đã đi qua cụm lõi lọc thô sẽ đi tiếp đến màng lọc RO. Máy được trang bị màng lọc RO 100GPD sản xuất tại Hàn Quốc, có khả năng loại bỏ được tới 99,99% sản cát, rỉ sét, rong rêu, chất độc hữu cơ, cặn bẩn lơ lửng, virus, vi khuẩn, ion kim loại nặng có trong nước. Sau khi nước đã đi qua màng lọc RO rồi á thì đã tinh khiết và đủ điều kiện cho chúng ta dùng. Tuy nhiên, nhằm giúp cho nước được bổ sung giàu khoáng chất hơn thì chúng ta cần có lõi lọc chức năng. Và các lõi lọc chức năng này còn giúp điều vị nước nữa, tức là làm nước có vị tự nhiên hơn để cho chúng ta dễ dùng. Đồng thời là nó giúp cho nước không bị tái nhiễm khuẩn sau khi lọc, đảm bảo là nước luôn đạt chất lượng và an toàn cho chúng ta dùng. Cụ thể, lõi lọc chức năng gồm có một lõi than hoạt tính GAC T33 giúp loại bỏ chất hữu cơ, màu, mùi, cân bằng pH, ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước. Lõi khoáng đá mineral và bioceramic có nhiệm vụ bổ sung các khoáng chất như là canxi, magie, natri, kali, v.v. có lợi cho cơ thể và làm vị nước ngon hơn. Lõi hồng ngoại xa sẽ hoạt hóa chia nhỏ phân tử nước, giúp nước dễ dàng thẩm thấu vào cơ thể, bù nước nhanh chóng. Và dạo này thì mọi người có quan tâm nhiều đến nước Hirosen vì biết nó có lợi cho cơ thể như là chống oxy hóa. Thì chiếc máy lọc nước này của Motoshi cũng có lõi ORB Hirosen, giúp bổ sung các vi khuẩn có lợi, làm tăng độ pH, giảm ORB của nước, hỗ trợ trung hòa axit dư, chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và nước có giàu Hirosen hay không á thì chúng ta có thể quan sát được. Bởi vì lúc mới rót ra thì mọi người sẽ thấy ly nước có nhiều bọt khí li ti, làm cho nước nhìn hơi đục. Và khi thử với dung dịch Betadine thì nó cũng sẽ làm mất màu dung dịch. Tuy nhiên là mình thấy cái lượng Hirosen của chiếc máy này tạo ra không quá nhiều. Nhưng mà bù lại, nước sau lọc có độ kiềm cao, mặc dù máy này không có lõi tạo kiềm riêng. Nước kiềm dạo gần đây thì được khá là nhiều người quan tâm, tại vì biết nó có lợi cho sức khỏe đường ruột, như là cân bằng axit trong dạ dày, giảm triệu chứng ở chua chẳng hạn. Và cuối cùng, chúng ta còn có lõi Nano Silver với chức năng chống tái nhiễm khuẩn cho nước sau lọc. Máy có 3 chế độ nước là nóng, nguội, lạnh, và mình sẽ lấy qua hai cái vòi kim loại ở phía trên này. Các nút vặn có chú thích rõ ràng nên cũng dễ nhận biết và cũng có thể phân biệt qua màu sắc trên nút xoay. Thao tác xoay sang phải là các bạn mở nước, còn xoay sang trái là đóng nước nha. Nước nóng sẽ có nhiệt độ dao động từ 85 đến 95 độ C, còn nước lạnh là khoảng 10 đến 15 độ C. Nước lạnh sẽ được làm lạnh bằng chip nha các bạn. Tuy nhiên đó chỉ là con số lý tưởng thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đo thử nhiệt độ thực tế trực tiếp tại vòi như thế nào.
Cá nhân mình thì mình thấy là nhiệt độ của chiếc máy này cũng khá là ổn định đó. Nóng tốt mà lạnh cũng tốt luôn so với nhiều loại máy trên thị trường hiện nay. Với nhiệt độ nước nóng khoảng 90 độ C thì dư sức cho chúng ta pha mì, pha trà mà không cần phải tốn thời gian đun nước sôi. Còn với nước lạnh thì chúng ta lại có ngay một ly nước mát để giải khát trong những ngày hè nóng nực. Đồng thời cũng là giải phóng diện tích dự trữ trong tủ lạnh, chừa chỗ để những thứ khác. Nếu nhà mình thường xuyên sử dụng nước nóng, nước lạnh cho những nhu cầu lặt vặt thì dùng máy có nước nóng lạnh sẽ tiện lợi hơn. Mình không cần phải đun nước nhiều để không lo nước thừa lãng phí. Mà với bạn này á, cần là có ngay luôn. Nếu cắm máy hoạt động xuyên suốt thì đây là lượng điện tiêu thụ mình đo được trong một ngày. Nước sao lọc sẽ được chứa trong bình có dung tích là 10 lít rưỡi, trong đó nước nóng 1 lít, nước lạnh 1 lít và nước thường là 8 lít rưỡi. Nhờ có bình chứa lớn như vậy mà cho dù có cúp điện thì nhà mình vẫn có nước để dùng. Máy có tỷ lệ lọc thải trung bình là 5 năm và công suất lọc 20 lít một giờ. Tức là cứ 10 lít nước đầu vào thì mình sẽ có 5 lít nước đạt chuẩn để uống, còn lại là 5 lít nước thải. Và như mọi người thấy đây, đây là kiểu máy rộng về chiều ngang, cho nên là mọi người lưu ý về vị trí đặt để trong nhà nha. Đây là kích thước cụ thể của máy, chiều ngang sẽ là khoảng 42cm. Nhờ có mặt kính ở trên này khá là rộng rãi các bạn, cho nên là mình có thể đặt ly bình ở trên khu vực này thoải mái, không lo là chen chúc lỡ làm rơi xuống. Và có một điểm mọi người nên lưu ý là ở một bên hông của máy có chỗ cho quạt tản nhiệt, cho nên là khi lắp đặt máy, mọi người nhớ để máy cách các đồ vật khác một khoảng ít nhất là 15cm để tiện cho việc làm mát chiếc máy. Nhìn vào là mình thấy quạt đang hoạt động liền luôn, cho nên nhà nào mà có em bé thì lưu ý tránh các bé nghịch ngợm nguy hiểm. Về chất liệu của tủ thì mặt trên và phía trước của tủ được làm từ kính cường lực, chịu lực tốt, còn vỏ tủ bên ngoài được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện. Một điểm khiến cho mọi người dễ đưa ra quyết định hơn đó chính là giá bán của sản phẩm. Và hiện tại trên trang web Điện Máy Xanh, giá gốc của sản phẩm đang để là 8,8 triệu, một mức giá khá mềm cho một chiếc máy lọc nước 10 lõi có luôn tiện ích nước nóng lạnh. Tuy nhiên sẽ luôn có các ưu đãi làm cho giá còn giảm hơn nữa các bạn. Và ở thời điểm mình làm video này để gửi đến cho các bạn xem thì giá của máy chỉ còn có 5,9 triệu mà thôi. Bình thường với mức giá như thế thì chúng ta chỉ có loại máy cho ra một loại nước nguội mà thôi. Ngoài ra cùng khoảng giá mềm như thế này, mọi người có thể tham khảo một số dòng máy có tiện ích nóng lạnh của Kangaroo, Sennheiser. Với một mức giá dễ tiếp cận như thế thì mình nghĩ nó là một lựa chọn phù hợp với nhiều gia đình. Nếu mà bạn đang tìm kiếm một nguồn nước sạch đảm bảo an toàn cho gia đình mình dùng thì có thể cân nhắc chiếc máy lọc nước này của Motosi. Máy có 10 lõi lọc, có bổ sung hydrogen và có tính tiềm nhẹ. Đây là những yếu tố được nhiều người mua quan tâm ở máy lọc nước vì nó có lợi cho sức khỏe. Đồng thời có thêm tiện ích nước nóng lạnh thì nó sẽ phù hợp với những gia đình nào mà thường xuyên sử dụng các loại nước này cho những nhu cầu lặt vặt hàng ngày như là pha mì, pha trà, pha sữa. Còn ngày hè thì có ngay nước mát để giải nhiệt. Trong phần mô tả của video này, Nghĩa có để đường link dẫn đến sản phẩm máy lọc nước ngày hôm nay, các bạn có thể tham khảo thêm. Video cũng đã hết rồi. Trước khi rời video, các bạn nhớ nhấn like. Ai chưa subscribe thì tranh thủ đăng ký kênh YouTube Điện Máy Xanh nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video sau.